Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sa Thành. Hiện tại Nhân đang ở hẻm 129 đường Trần Hưng Đạo, ở đây là phường Cô Giang của quận 1 nha anh chị. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà một trệt và hai lầu, hai phòng ngủ và ba nhà vệ sinh ha. Nhà mới anh chị mình vào ở ngay. Có pháp lý là sổ hồng riêng, được hoàn công đầy đủ. Mua bán thì anh chị mình ký công chứng sang tên ha. Ở nhà thì chủ vừa cải tạo mới, xây dựng mới ha. Nằm gần góc ngã tư giữa đường Trần Đình Xu và đường Trần Hưng Đạo nha anh chị. Ở chiều ngang của căn nhà mình từ vị trí này qua tới bên kia là 4m ha. Đó, ngang vào 4m nha anh chị. Nhà nở hậu, tường ốp cao ráo sạch sẽ. Ở trên thì có lắp ốp làm gỗ cho anh chị mình hết. Ban công đưa ra ngoài. Đó, tường ốp cao đụng lên tới trần không gian tầng 2 luôn nha. Cửa thì sử dụng cửa sắt, cửa nhôm Sifa 4 cánh nha. Cửa nhôm Sifa 4 cánh kết hợp với kính cường lực nha anh chị. Hiềm nhà mình mặt hiềm mí đá hoa cương và cao hơn so với cái đường khoảng 2 tấc. Hướng của nhà mình là hướng Tây Bắc nha anh chị. Cửa thì cửa nhôm Sifa loại dày ha, bản lề kinh long. Đó, gạch thì lót gạch bóng kính loại 6 tấc. Các thiết bị bên trong căn nhà chủ sẽ để lại hết cho anh chị mình luôn nha. Đó, có lắp rèm ở vị trí cửa chính cho anh chị mình rồi. Một trệt và một lửng một lầu. Và cái lửng của mình thì chỉ cách một tí xíu nữa là ra bằng cái lầu luôn ha anh chị. Đó, ở trên có hai phòng ngủ, chủ làm hết tất cả cái thiết bị nội thất bên trong căn nhà cho anh chị mình rồi. Quạt thì chủ cũng để lại cho anh chị mình luôn ha. Và máy lạnh rồi giường đồ để lại hết ha. Các thiết bị đồ mới hết. Đó, cái cạnh này của căn nhà mình nè, cái cạnh từ mí này nè anh chị, mình qua bên kia là 5m ha. Và cái phần nở hậu của mình là 7m nha. Nở hậu 7m nha anh chị. Cái ở đây thì chủ có làm cho anh chị mình cái kệ tivi bằng gỗ. Điện là điện âm tường hết. Nhà thì cửa chính là cửa nhôm Sifa, có lắp rèm cho anh chị mình hết nha. Ở đây có để cho anh chị mình cái bộ ghế sofa, chủ cũng để lại cho anh chị mình luôn nha. Không gian bếp với tủ bếp trên, tủ bếp dưới rộng rãi. Nhà thiết kế không gian mở ha. Đó, mặt trong là của bếp thì sử dụng kính cường lực nha anh chị. Mặt bếp thì xài đá hoa cương, bồn rửa sâu lồng 304. Và có lắp luôn máy bếp cho anh chị mình ha, bếp âm và máy hút mùi cho anh chị mình luôn. Đây, điện đây âm tường sẵn hết luôn rồi nha anh chị. Đó, này máy hút mùi ha. Và giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 4 tỷ 650 triệu nha. 4 tỷ 650 triệu, giá này còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha. Giá vẫn còn thương lượng cho anh chị mình mua bán nhanh. Anh chị mình đến xem nhà và gặp chính chủ làm việc thêm về giá ha. Nhà thiết kế không gian mở. Đó, trần nhà cao ráo sạch sẽ, xài đèn led hết nha anh chị. Sổ hồng được hoàn công đầy đủ nha. Nếu anh chị thấy bất động sản này phù hợp với mình thì hãy liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39, kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha. Đó, ở không gian phòng khách này chủ làm một bức tranh dán tường, dán cao lên tới trần luôn. Đó, không gian bếp với rất là nhiều ngăn chứa đồ. Đó, đây có cái kệ inox nữa nè. Đó, các cây chứa đồ rất nhiều ha. Bồn rửa. Ngang là 4m đó ha, và sâu vào là 5m, nở hậu là 7m nha anh chị. Ở chủ để hết các thiết bị nội thất bên trong căn nhà cho anh chị mình luôn ha. Và dưới đây thì chủ có làm cho anh chị mình cái nhà vệ sinh ở dưới trệt, cửa nhôm Sifa ha, dán tường cao ráo lên đụng trần luôn. Các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ, sử dụng van vòi inox hết ha. Đó,
điện âm tường hết nha anh chị. Hỏi cầu thang đi lên, đi theo chiều thuận kim đồng hồ, tay vịn gỗ, mặt đi bằng đá hoa cương đen ha. Mặt trong là đá hoa cương trắng. Ở đây vị trí này chủ muốn làm cho anh chị mình cái kệ ha, để làm chứa đồ ha. Kệ lên đụng lên tới trần luôn nha anh chị. Ở nhà có pháp lý sổ hồng riêng nha, hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên. Hãy liên lạc với nhau qua số điện thoại là 0922 39 39 39 ha. Kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành ha anh chị. Hãy nhấn like để ủng hộ kênh nha. Rồi cầu thang gỗ mình đi lên ha, cầu thang tay mặt đi cũng đá hoa cương đi lên ha. Mặt trong này là đá hoa cương trắng nha, tay vịn mặt bơ gỗ. Cầu thang đi theo chiều thuận kia đồng hồ nha anh chị. À, cửa thì mình làm cửa lùa ha, cửa mình xài cửa lùa. Ở đây thì chủ cũng kỹ làm luôn cái bồn rửa tay và ốp tường cao ráo lên tới trên ha. Và ở trong đây thì làm cái tủ âm cho anh chị mình luôn nha. À, sàn thì lót sàn gỗ hết nha, sàn thì lót sàn gỗ hết. Ở bên trong mặt bên đây thì chủ dán giấy dán tường Hàn Quốc cao lên đụng trần. À, đây cái phần lửng của nhà mình thì cái phần lửng mình thì cũng gần ra tới bên ngoài luôn, còn tí xíu nữa là ra qua đụng bên kia rồi ha. Có lắp rèm rèm rổ cho anh chị mình luôn nè. Hả, sơ cửa thì cửa kính nhôm sifa ha. Đây có bàn làm việc nè. Hả, máy lạnh thì chủ cũng để lại cho anh chị mình luôn. Sàn thì lót sàn gỗ hết và tủ âm tường sẵn hết cho anh chị mình ha. Đó, đây cái giường thì chủ cũng để lại cho anh chị mình, bàn trang điểm rồi tủ âm tường, máy lạnh, chỗ làm việc. Đó, sàn lót sàn gỗ hết ha. Pháp lý là sổ hồng riêng nha anh chị, ở nhà có sổ hồng riêng được hoàn công đầy đủ đúng hiện trạng nha. Mua bán ký công chứng sang tên, giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Mình cứ đến xem nhà và gặp làm việc trực tiếp với chính chủ ha. Nếu anh chị thấy bất động sản này phù hợp thì hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha. Kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành nha. Ở cái cạnh bên đây của mình là 4m ha, và sâu vào đây là 5m và mình nở hậu ra 7m nha. Đó, tủ âm tường của nhà mình nè anh chị. Đó, tủ gỗ nha, đụng trần luôn. Đó, đụng trần luôn nha anh chị. Đó, chủ làm tủ gỗ cho anh chị mình để đồ. Đó, sàn thì lót sàn gỗ sạch sẽ hết rồi. Đó, ở đây thì gần chợ Bến Thành, gần chợ Bến Thành ha, ngay góc đường Trần Đình Xu và đường Trần Hưng Đạo, gần chợ Bến Thành, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, hoặc là cấp mắt Cống Quỳnh, phố Tây Bùi Viện ha. Đó, đi lại các quận ở trung tâm rất gần như quận 1, quận 3, quận 5 và quận 10 ha, các quận trung tâm làm đi rất gần nha. Đây nhà vệ sinh thứ hai của nhà mình và cửa vẫn là cửa nhôm sifa. Đó, dán kính mờ, tường ốp cao ráo sạch sẽ hết nha. Các thiết bị móc treo đồ thì chỉ sử dụng là đồ inox hết nha anh chị. Đó, đây có máy nước nóng luôn, lạp lắp máy nước nóng cho anh chị mình luôn, máy nóng Panasonic luôn nè. Đó, móc treo đồ, giá kệ, đồ sử dụng, đồ inox hết ha. Đó, cửa thì ở đây thì chủ sử dụng cửa lùa, cửa gỗ. Đó, làm rất tỉ mỉ ha anh chị. Đây có cái lẫy nữa nè, lẫy là lực khoát ngắt. Rồi đây thì cái chăn ga gối nệm giường đồ để lại hết, bàn trang điểm đồ các thiết bị đồ để lại hết ha. Mặt kính cường lực ha, và nhôm sifa bên đó làm cái màn gỗ hết rồi, điện âm tường hết, chủ làm rất kỹ luôn. Đó, cầu thang mình đi lên nè, tao dựng gỗ đi theo chiều thuận nha. Đó, mặt đi đá hoa cương đen. Ở đây thì chủ làm cái giếng trời, anh chị mình xem nè, ở cái giếng trời ngay giữa ngay chân cầu thang để lấy ánh sáng tự nhiên vào. Đó, rất là rộng luôn. Ở trên có làm khung sắt bảo vệ, tấm poly che, tấm kính che ở trên rồi ha. Nhà sử dụng tông màu sáng, các thiết bị nội thất bên trong căn nhà chủ sẽ để lại cho anh chị mình hết nha.
Phòng ngủ thì trang bị tất cả các thiết bị đầy đủ hết rồi. Cửa thì sử dụng cửa lùa đó, cửa gỗ đó, đẩy qua rất là nhẹ nhàng. Đằng trước lên phòng này thì anh chị mình thấy ha, có đi đường nước sẵn ha, đó, đường nước sẵn, đường nước vào nè, điện âm tường sẵn vị trí này để cho anh chị mình để máy giặt ở đây đó, để máy giặt ở vị trí này ha. Nhà nó khoảng 7 mét nha anh chị. Đó, đứng đây anh chị nhìn thấy ha, nó từ sâu vào kia ra tới cái cạnh đây nè, 7 mét ha. Đó, mỗi tầng làm cái CV điện chỗ này để anh chị mình xài PCB tới đâu, nếu xài có tầng thì mình tắt bớt ha. Còn đây là không gian cái phòng ngủ thứ hai của nhà mình ha. Đó, một cái kệ không gian học và làm việc của mình ở đây. Đó, là cái tủ âm chỗ này luôn để cho anh chị mình để đồ. Đó, đây anh chị, tủ âm. Và phòng ngủ này thì rộng rãi, chủ cũng lót sàn gỗ hết luôn đó, lót sàn gỗ xung quanh hết ha, dán giấy dán tường cao lên, tủ âm tường cũng đầy đủ hết cho anh chị mình luôn ha. Ở đây cũng lắp máy lạnh cho anh chị mình luôn nè. Trần nhà cao ráo sạch sẽ, xài đèn led hết. Rồi ở đây thì chủ có làm một cái bồn rửa tay lớn bên ngoài. Rồi nước đây rất là mạnh ha. Đó, nước nè. Và kính nè. Bên đây thì chủ ốp gạch cao ráo lên đụng tới trần luôn nha. Rồi nhà vệ sinh ở đây thì chủ cũng làm kỹ lưỡng bằng cửa nhôm Sifa. Đó, cửa này loại dày nha, rất là nặng luôn. Tường ốp cao ráo sạch sẽ, móc treo đồ, sử dụng đồ inox hết ha. Có lắp máy nước nóng cho anh chị mình hết luôn. Ở hai nhà vệ sinh ở trên mỗi phòng á, là lắp máy nước nóng sẵn cho anh chị mình luôn ha. Và các thiết bị như tủ lạnh, máy lạnh đồ chủ để lại hết cho anh chị mình ha. Đó, móc treo đồ sử dụng đồ inox hết nha. Đó, van vòi đồ sử dụng đồ inox hết luôn. Điện âm tường. Rồi bàn trang điểm đồ cũng đầy đủ ha. Mình có cửa ra ngoài ban công. Và ban công của mình thì ban công tay dựng sắt. Cửa ra ngoài là cửa lùa, cửa nhôm Sifa, kính cường lực. Có lắp rèm cho anh chị mình hết ha. Đó, anh chị mình xem căn nhà này ở hẻm 129 đường Trần Hưng Đạo. 129/20/25 đường Trần Hưng Đạo. Thấy phù hợp thì hãy liên lạc với Nhân để xem ha. Giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 4.650 tỷ. Giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha. Đó, nhà có pháp lý là sổ hồng riêng, được hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng sang tên. Ở đây mình thấy mỗi cạnh này thì chủ làm cái lam đó, bằng nhôm chỗ này nè đó, để cho không bị mẻ cạnh ha. Đó, mỗi phòng ngủ thì xài sàn gỗ hết. Và cái cửa ra ngoài ban công của mình nè. Đó, đó, cửa ra ngoài ban công của mình ha. Thì ở đây thì đó, ở đây trên đây chủ cũng làm cái lam gỗ hết và đèn trang trí hết vị trí trên này rồi, sạch sẽ. Đó, ban công rộng rãi ha. Cửa thì cửa nhôm Sifa, kính cường lực. Vị trí đây có lắp rèm cho anh chị mình hết rồi ha. Căn nhà mình có chiều ngang là 4m và sâu vào 5m, nở hậu 7m nha. Tổng diện tích thì gần 30m ha. Một trệt và hai lầu. Pháp lý rõ ràng nha anh chị, mua bán ký công chứng sang tên nha. Rồi đây là cái không gian tầng 1 của tầng 2 của mình trên đây. Một trệt, một lửng, một lầu. Và cái lửng của mình thì gần như một lầu luôn nha anh chị. Cái lửng của mình gần như một lầu. Vị trí là trung tâm của quận 1, gần chợ Bến Thành, gần trường Gia Xin ha. Và gần ngay góc Trần Hưng Đạo, Trần Đình Xu.
gần phố Tây Bùi Viện, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, khách sạn Pullman, khách sạn 5 sao Pullman ha. Đó, sàn thì lót sàn gỗ hết nha anh chị. Các thiết bị bên trong căn nhà chủ sẽ để lại hết cho anh chị mình luôn nha. Nhà mới đẹp và ở ngay. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, chủ sẽ tặng các thiết bị nội thất, hai cái máy lạnh ha, sofa, tủ âm tường, các thiết bị này chủ để lại hết cho anh chị mình ha. Và cái thiết bị là sử dụng đồ mới hết nha. Cửa nè, sử dụng đồ mới cao cấp hết nha. Rồi nếu thấy sản phẩm này phù hợp với anh chị mình thì hãy liên lạc với Nhân nha, qua số điện thoại là 0822 39 39 39, kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành ha. Nhấn like video để ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video ha ha. Ở mỗi cạnh là chủ làm cái lam chỗ này hết nè. Đó. Cửa gỗ. Sàn phòng ngủ thì lót sàn gỗ hết, mỗi phòng có nhà vệ sinh bên trong, đều lắp máy lạnh ha. Đều lắp máy lạnh hết. Đồ là sử dụng đồ mới hết nha. Mỗi phòng đều làm tủ âm tường hết ha. Anh chị mình chỉ cần đem đồ về và các thiết bị cần thiết mình sử dụng thôi. Rồi nếu thấy phù hợp thì hãy liên lạc với Nhân nha. Rồi đây anh chị mình xem cái lửng của nhà mình nè. Cái lửng của mình đây ha. Sát bên luôn, sát bên luôn chị. Đấy ha. Gần tới, nhưng đưa tay ra là gần tới luôn rồi nha anh chị. Đó. Ở đây thì cũng có lắp cho anh chị mình cái rèm hết. Cửa chính thì lắp rèm cho anh chị mình hết ha. Trần nhà cao ráo sạch sẽ nha. Đó, máy lạnh mới luôn. Bàn học. Đây cái rèm nè. Đó, hạ xuống ha. Đây hả. Bằng gỗ. Đó, bằng gỗ. Đó, hai phòng ngủ lớn và ba nhà vệ sinh. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Đó, mỗi phòng nhà vệ sinh thì ốp tường cao ráo hết, máy nước nóng mới hết luôn nha. Các thiết bị móc treo đồ nè, inox hết ha. Tường ốp cao ráo sạch sẽ nha. Rồi dưới chân cầu thang này mình có thể làm thêm một cái tủ chỗ này nữa ha anh chị. Đó, đây mình có thể làm thêm cái tủ thêm chỗ này ha, để mình để đồ. Ở ngay trên cầu thang còn khoảng trống nè. Đây chủ có làm cái tủ rồi, còn cái tủ chỗ này nữa ha. Đó, tủ chỗ này chủ cũng kỹ làm rồi, để mình để đồ tủ gỗ. Còn đây là cái nhà vệ sinh ở dưới trệt nha. Đó, nhà vệ sinh dưới trệt ha. Đó. Bếp thì chủ để lại cho anh chị mình luôn. Quạt hút thì chủ cũng để lại cho anh chị mình ha. Bếp thì đụng lên tới trần luôn. Và mặt bếp thì xài đá hoa cương, vòm sâu lồng. Đó, không gian ở trên phòng khách nè. Phòng khách thì nối liền với bếp, thiết kế mở nha. Đó, rộng rãi nha. Đó, anh chị mình xem ha. Các thiết bị bên trong nhà chủ sẽ tặng lại hết cho anh chị mình nha. Giá là 4 tỷ 650. Giá này còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha. Giá còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Mình cứ đến gặp xem nhà, gặp chính chủ làm việc thêm về giá. Nhà có pháp lý là sổ hồng, được hoàn công đầy đủ nha. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại chị ở video quay nhà lần sau. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tiện với bất động sản ý nhất cho mình nha.
Rồi ha. Rồi Nhân xin chào, hẹn lại chị ở video quay nhà lần sau. Hãy nhấn like video, ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ưng ý nhất cho mình.